tự nhiên một cái cục này có thấy buồn không? Nên lắm lúc đau quá, thơ dây này, tím hết tay này. Xong rồi bây giờ dán xong thì chị thấy sao? Thấy cái cục đấy sao? Thì bây giờ không thấy gì nữa. Thấy gì nữa? Thế trong người thế nào, cảm giác trong người? Bình thường nhưng không có bệnh. Bình thường không có bệnh. Thở thì sao? Có tức ngực thì không dễ thở. Thế ổn rồi đấy. Ổn rồi. Rồi cứ thế thôi. Về làm mấy cái bài tập hôm nay hướng dẫn nhá. Khi nào mà bị tim đập nhanh thì có thể giơ tay vuốt xuống. Vuốt xuống đúng rồi, vuốt như vậy vài chục cái. Sau đó là ấn 57. Ấn 57 ở đâu? Đây. Đúng rồi, 57 bên trái, cái chỗ mạch đập ở trên tay bên trái. Để ổn định tim. À, cái chị Thủy chị cũng hướng dẫn mình đúng như không? Này. Bóc như vậy, bóc chậm rãi. Tim đập nhanh thì mình phải bóc chậm rãi như vậy để nó đập chậm lại. Nhưng mà khổ, lại toàn bị thế này cho nên mới bị ảnh hưởng này. Yeah. Tức là công việc ấy nó cứ liên miên ấy. Thế thì mình phải sắp xếp điều chỉnh cái công việc, dành thời gian để nghỉ ngơi. Không, một khách hàng đã bảo là mình phải làm vài tiếng. Yeah. Thế xong bắt đầu nó bị, biết là bị như thế. Thì nguyên tắc là chỉ có nằm là okay. Nhanh nhất. Vì mình mệt tim ấy, chỉ có nghỉ ngơi. Làm càng cố gắng sức nó càng mệt tim. Thế nên cách lâu dài nhất vẫn là bố trí nghỉ ngơi, ăn uống hợp lý. Thấp nên bổ sung thêm ăn uống chất dinh dưỡng nữa. Yeah. Okay. Như lại mỡ máu nữa đấy. Okay, do ăn tốt quá mà. Tốt quá. Rồi thank you nha. Rồi, tiếp tục làm việc nha.